Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Hàng Sách Tay Chính Phủ Hàn Quốc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tác dụng và cách dùng của hộp sâm chính phủ Everyday Time được rất nhiều người dân Hàn Quốc sử dụng hàng ngày để bảo vệ sức khỏe. Vậy khi dùng sâm Everyday Time thì có những cái tác dụng gì? Thứ nhất là chúng ta biết đến cái chức năng đó là bồi bổ sức khỏe toàn diện và tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Thứ hai nữa là chống lão hóa. Thứ ba nữa là tăng cường chức năng gan thận và tiền liệt tuyến. Thứ tư là cải thiện chức năng hô hấp và tăng khả năng miễn dịch. Thứ năm nữa là nó giải độc gan. Thứ sáu nó là cân bằng và điều chỉnh huyết áp. Thứ bảy nó làm giảm cholesterol trong máu, tức là những người bị bệnh mỡ máu ấy, thì dùng cái hộp sâm chính phủ Everytime này rất là tốt. Đó, tiếp theo nó làm tái tạo các cái tế bào chống lão hóa, nó cho làn da tươi sáng và mịn màng. Và thứ chín nữa là cải thiện cái sự thèm ăn của trẻ em và người lớn. Và cái điều cuối cùng rất là quan trọng đối với hộp sâm chính phủ Everytime này, đó là nó giúp tăng tuổi thọ. Đó, và những ai mà muốn bồi bổ sức khỏe và bảo vệ cái sức khỏe thì dùng cái hộp sâm chính phủ Everytime này rất là tốt. Đấy là cái chức năng và tác dụng của nó, đúng không ạ? Thì một hộp như này có 30 gói nhé anh chị em nhé. Đối với những người mà cần bảo vệ sức khỏe, cần duy trì sức khỏe thì mỗi sáng đấy, chúng ta chỉ cần uống một gói như này thôi. Vì trong cái hộp này là có 30 gói. Đấy, và mỗi một sáng chúng ta uống một gói. Như vậy một hộp này chúng ta sẽ dùng được một tháng. Đó, còn những ai khỏe quá thì cứ 2 ngày uống một gói. Đối với những cái người mà phẫu thuật hoặc là vừa mổ xong cần hồi phục sức khỏe, hoặc là những ai bị suy nhược cơ thể thì một ngày chúng ta có thể dùng 2 gói trong cái tuần đầu tiên, đó là sáng một gói và trưa một gói sau ăn, thì uống nó rất là tốt nha các bạn nhé. Đây, hàng vừa từ sân bay Incheon Hàn Quốc về sân bay Nội Bài. Đó, hóa đơn vẫn còn nóng hôi hổi ở trên tay. Đó, anh chị em nào muốn dùng sâm chính phủ Everytime hãy liên hệ với lại Koza Shop, hàng sách tay Hàn Quốc chính hãng, kênh hàng chính phủ Hàn Quốc rất là nổi tiếng trên YouTube, đúng không? Đó, chúng ta liên hệ theo số điện thoại 0972158158 hoặc là 0986307102, hoặc là chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của Koza Shop 0984470481. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi và chúc cả nhà mình luôn bình an và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, có thật nhiều sức khỏe để chiến đấu cả nhà mình nha. Hello anh chị em, sâm chính phủ về rất là nhiều. Sâm chính phủ Trang Quân Trang, một trong những thương hiệu sâm nổi tiếng của Hàn Quốc, để chính phủ bảo lãnh về chất lượng nhé anh chị em nhé. Đây, hàng vừa về đây, rất còn nhiều bill, Lotte này, Silla Ruti này, đấy, ở Lotte này, rất nhiều. Rồi, các con ra đi để bố làm việc, sushi. Rồi, đây là nước sâm Everytime rất là nổi tiếng, được các ngôi sao Hàn Quốc dùng rất là nhiều nha anh chị em nhé. Đó. Rồi, đây là nước sâm chính phủ Twitch. Đó, hộp này cũng rất là chất lượng và cao cấp. Và đợt này thì có một cái sản phẩm hộp sâm rất là hoành tráng, làm quà biếu rất là tuyệt vời, nó vừa chất lượng và vừa đẹp nha anh chị em nhé. Đây mình có thể để cái này ra, đấy mình cầm lên cho anh chị em xem, rất là hoành tráng luôn. Này, hộp sâm này đi biếu rất sang trọng, rất chất lượng và nó rất là to nhé. Như mình nhìn này, đấy nó phải gần bằng hai găng tay luôn đấy, nó hai găng tay luôn đấy, đấy rất là to nhé. Đây, đấy. Anh chị em có thể đi biếu làm quà tặng, quà biếu này, đấy dùng sâm này nó bồi bổ sức khỏe rất là tốt, chống suy nhược cơ thể, đấy, rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch. Đấy, rất tốt cho những ai mà bị suy nhược thần kinh. Đấy, và đặc biệt là những người mà mổ, sau mổ hoặc phẫu thuật bị yếu, cần hồi phục sức khỏe thì dùng sâm rất là tuyệt vời nhé. Rất là tốt cho tiêu hóa. Đó, anh chị em nào có nhu cầu mua sâm chính phủ, mình về tất cả 3 loại sâm chính phủ. Đó, nước sâm chính phủ Everytime. Đấy. Hộp sâm tinh chất sâm Twitch. Rất là to, đẹp và hoành tráng. Hộp này vẫn là một trong những hộp trọng tâm được khách hàng lựa chọn để mua. Đó, đấy, hóa đơn vẫn còn rất nhiều đây này, mọi người nhỉ. Đấy. Hóa đơn hóa treo này. Cái này phải mua ở Lotte, đấy, mua ở Silla, mua ở FM Duty Free, và đây là các cái phiếu về hoàn thuế. Đúng không? Đấy. Anh chị em nào cần các loại sâm chính phủ thì liên hệ với lại Koza Shop, hàng sách tay Hàn Quốc chính hãng nhé, theo số điện thoại 0986307102 hoặc là hotline của Koza Shop 0972158158. 0984470481 anh chị em nhé. Rất nhiều sâm chính phủ về để phục vụ anh chị em. Đây, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Thank you. Xin chào anh chị em đã trở lại với kênh Hàng Chính Phủ Hàn Quốc, hàng sách tay đi đường bay chính hãng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị em về cái cách dùng cái hộp sâm chính phủ Everytime, một trong những sản phẩm rất là nổi tiếng của chính phủ Hàn Quốc, được tập đoàn Trang Quân Trang giới thiệu tới người tiêu dùng. Và người dân Hàn Quốc dùng cái sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe hàng ngày rất là tuyệt vời. Và cách dùng của nó như sau. Một hộp của nó là có 30 gói nhé. Trong này có 30 gói nhỏ. Các cái gói nhỏ của nó bé bằng hai đầu ngón tay như thế này. Đấy. Và anh chị em lưu ý là gì ạ?
dùng cái hộp sâm chính phủ này, vì nó là sâm cao cấp, thế nên là mỗi một ngày thì chúng ta chỉ cần dùng một thanh ở trong này thôi. Trong này nó có 30 thanh, thì mỗi một ngày chúng ta dùng một thanh vào buổi sáng sau ăn, nhà mình lưu ý. Và những ai không nên dùng cái sâm chính phủ này, thứ nhất là phụ nữ có bầu, thứ hai nữa là những người bị mất ngủ thì không nên dùng vào buổi tối. Mà sâm thì thường là người ta sẽ luôn dùng vào buổi sáng thì nó mới có tác dụng. Và cái thứ ba nữa, những ai không nên dùng đó là những người cao huyết áp, bị bệnh cao huyết áp quá nặng thì chúng ta không nên dùng cái hộp sâm Everytime này. Nhà mình lưu ý nhé, đấy là ba cái trường hợp mà chúng ta không nên dùng. Đó, hộp sâm của nó vừa hạ cánh về đây anh chị em ạ.